Bạn nghĩ rằng mình có khiếu trò chuyện, quảng giao tốt, nhưng đôi lúc vẫn còn hơi nhút nhát. Bạn muốn trở thành một MC chuyên nghiệp nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm và cần thật nhiều những cơ hội để có thể thử sức. 30 ngày trở thành MC chuyên nghiệp đang chờ bạn. Đây không đơn thuần là một buổi workshop hay một lớp học mà chúng tôi đang cùng học nhóm trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm của những người đi trước cho các bạn trẻ, những người khao khát trở thành một MC chuyên nghiệp với tất cả các kỹ năng được trang bị, từ giọng nói cho đến các kỹ năng chuẩn bị trang phục, kịch bản, bí quyết nhớ lâu. Và nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ hóa thân với các vai trò khác nhau: MC talk show, MC sự kiện, MC đám cưới, MC du lịch, ẩm thực, bản tin kinh tế, thời trang và bản tin âm nhạc. Còn rất nhiều điều đang chờ đợi bạn ở khóa học MC Pro tỏa sáng trong 30 ngày cùng với Hà Trinh. Hãy chọn làm công việc của bạn yêu thích thì mỗi ngày còn lại trong cuộc đời bạn sẽ không phải đi làm. Và mỗi ngày Trinh thức dậy với một nguồn năng lượng khác nhau. Công việc này đã mang đến cho Trinh quá nhiều thứ mà Trinh hằng mơ ước. Trinh yêu công việc MC của mình. Và Trinh tin ở đâu đó, các bạn vẫn khao khát được chia sẻ những thông tin cho tất cả mọi người trên sân khấu lớn. Mỗi ngày được gặp gỡ một người thú vị mới, biết thêm một câu chuyện mới, đi đến những nơi mới. Và chúng ta hãy đăng ký ngay khóa học để chúng ta có thể rút ngắn hơn con đường trở thành một MC chuyên nghiệp chỉ trong vòng 1 tháng. Hãy quyết định ngay bây giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích và các bạn cần thiết trong việc nghiên cứu thêm về kiếm tiền trên Internet thì các bạn hãy đăng ký ngay khóa học ở dưới đường link video này để các bạn nhận được ưu đãi của chương trình. Và các bạn hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những video mà mình chia sẻ mới nhất. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.